động cơ nào khiến tụi bay đánh phá vào Đại Nam? Nếu tụi bay trả lời được thì tụi bay phải viết trên báo công chúng đàng hoàng tại sao mày lên và phải mày tấn công Đại Nam, trong khi đó mày tự xưng mày là báo Sài Gòn Giải Phóng mà không có một bài nào được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Như vậy rõ ràng là thấy cái thuyết âm mưu của mày là gì? Mày dùng cái cá nhân của mày mà mày lại mang cái map nhà báo với luật sư để mày dẫn dắt công chúng, có đúng không quý vị? Còn mày, một nhà báo chân chính, mày có quyền phản biện lại những điều công ty làm không đúng. Mày phải đăng báo chính thống đàng hoàng. Nếu công ty tao sai, mày phải lên báo chính thống mày đăng đàng hoàng, mày phải đi điều tra. Còn đằng này một mình mày trả thù cá nhân hay mày đi cấu kết với bọn phản, mày đánh trực diện vào công ty Đại Nam, đánh trực diện vào quỹ Hằng Hữu, đánh trực diện vào nhà máy oxy, mày cấu kết một lũ trong và ngoài nước, mày chối cãi chỗ nào nữa? Tao ân oán gì với mày, thù oán gì với mày? Mày trả lời đi, quen biết gì với mày? Có đúng vậy không quý vị? Có lửa mới có khói. Tao quen biết gì với mày mà mày làm như vậy? Mày xuyên tạc Đại Nam, mày xuyên tạc cả đất nước. Tất cả những gì tao làm cho người dân có lợi trong thời gian dịch Covid, mày đều tấn công, mày đánh cho sập hết. Vậy thì mày có khốn nạn không? Sau này người dân á, người ta mà không được mổ tim, con người ta bệnh hoạn á, người ta sẽ tới tìm mày với thằng Đức. Mày yên tâm một điều đi, cái ngày đó nhân quả sẽ tìm tới mày. Còn nếu như mà nhà nước không xử tụi mày á, tao không bao giờ tin chính quyền là bao giờ bỏ qua cho tụi mày nữa. Tao tin chắc rồi lấy chính quyền sẽ xử lý tụi mày, vì không có một cái động cơ nào mãnh liệt khiến cho tụi mày làm cái điều đó với một doanh nghiệp to lớn. Mày nên nhớ rằng doanh nghiệp của tao là một thương hiệu, là một cái tầm cỡ quốc tế, không phải là đồ dẻ rách để cho tụi mày đánh phá, đúng không?